Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn check mã tem của Hoàng Cung bằng cái ứng dụng WeChat, chuyên kiểm định sản phẩm chính hãng của bên Trung nhé. Bây giờ các bạn sẽ vào WeChat, các bạn đăng ký WeChat vào WeChat, mọi người sẽ cào hết cái mã số này ra để lộ cái số bên dưới ra nhé, cào hết cái tem bạc ra. Sau đó là chúng ta sẽ quét quét ra trang công ty, trang chính chính của công ty đó, và chúng ta tiếp tục ấn vào cái nút này là để quét thêm một lần nữa, đó nó sẽ ra cái này. Và bây giờ chúng ta sẽ copy hết cái dòng chữ này để đưa vào Google dịch nhé, bởi vì nhiều người không biết tiếng Trung. Cái dòng copy vào Google dịch nó sẽ dịch ra là chúc mừng bạn mua phải sản phẩm chính hãng của công ty của Hàn Quốc. Vì sao nói của Hàn Quốc là bởi vì là sản phẩm này là có nguồn gốc từ Hàn Quốc và được bên Trung du nhập về và sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, nguyên liệu của Hàn Quốc nhé. Đó, các bạn sẽ đưa sang Google dịch này. Google sẽ dịch ra là: Xin chào, cảm ơn bạn đã mua sản phẩm chăm sóc da của Hàn Quốc. Bạn đang mua các sản phẩm chính hãng, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm chăm sóc da mới. Đó, nếu mà là hàng nhái hoặc là hàng nhái 95 97% thì nó cũng không ra cái dòng này, nó sẽ ra là: Xin lỗi, bạn kiểm tra lại sản phẩm bạn đã mua. Đó, các bạn chú ý nhé. Và các bạn cũng chú ý là mỗi một mã như thế này thì chúng ta chỉ check được một lần thôi, chúng ta không check được lần thứ hai đâu nhé. Check lần thứ hai thì nó sẽ không ra cái dòng kia đâu nhé. Các bạn chú ý. Bây giờ mình sẽ check lại lần thứ hai cho các bạn xem thử nó ra như thế nào nhá. Chúng ta tiếp check lại nhá. Đấy, tiếp tục quét lần thứ hai này. Chúng ta sẽ quét lại lần thứ hai cũng bằng WeChat này, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào Google dịch, thì Google sẽ dịch ra là: Mã bảo mật mà bạn đã truy vấn là đã được truy vấn trước đó. Có nghĩa là bạn vừa mới quét lần trước rồi, bây giờ bạn quét lần nữa thì cái ứng dụng WeChat này nó sẽ báo bạn là vui lòng xác nhận lại đây là lần truy vấn thứ hai. Đây là lần truy vấn thứ hai nhé. Đấy, đó tức là cái ứng dụng WeChat này này và cái mã 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 trên cái tem cào này nó rất là bảo mật. Các bạn chỉ check được một lần thôi để tránh bị lừa đảo, để tránh bị xáo trộn lừa đảo đấy các bạn nhé, tránh tránh bị người ta lấy, người ta dùng lại đấy, người ta lừa đảo đấy, các bạn chú ý nhé. Chúng ta chỉ check được một lần duy nhất thôi, lần thứ hai không check được, rất là bảo mật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.